Top Hot Channel xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tóm tắt một nhân vật có ảnh hưởng đến giới showbiz Việt. Đó là Nhâm Hoàng Khang. Nhâm Hoàng Khang hiện đang là cái tên gây sốt trên các trang mạng khi liên quan đến các vụ ồn ào gần đây của Sao Việt và CEO Phương Hằng. Sau đây mình sẽ tổng quát hết toàn bộ về Nhâm Hoàng Khang. Mời các bạn đón xem. Thứ nhất, Nhâm Hoàng Khang là ai? Nhâm Hoàng Khang là một kỹ sĩ, được nhiều người quan tâm khi có liên quan đến loạt ồn ào xung quanh vụ việc CEO Nguyễn Phương Hằng đại chiến với các Sao Việt. Thứ hai, Nhâm Hoàng Khang tên thật là gì? Nhâm Hoàng Khang đó là tên thật của anh. Thứ ba, biệt danh của Nhâm Hoàng Khang là gì? Nhâm Hoàng Khang thường được nhiều người gọi là cậu AT, theo cách gọi của bà Nguyễn Phương Hằng. Thứ 4. Nhâm Hoàng Khang sinh năm bao nhiêu tuổi? Nhâm Hoàng Khang sinh năm 1987, tính năm 2021 là 34 tuổi. Thứ 5. Nhâm Hoàng Khang quê ở đâu? Nhâm Hoàng Khang quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ 6. Nghề nghiệp của Nhâm Hoàng Khang là gì? Nghề nghiệp của Nhâm Hoàng Khang là coder, lập trình viên. Thứ 7. Sự nghiệp của Nhâm Hoàng Khang như thế nào? Nhâm Hoàng Khang được giới công nghệ thông tin biết đến khi anh là người tiên phong tạo ra các phần mềm hỗ trợ trên thiết bị iPhone, iPad. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nhâm Hoàng Khang đã bắt đầu nghiên cứu những con số mã hóa lệnh trên máy tính. Anh có thể dành phần lớn thời gian ngồi trước máy tính, điện thoại để tìm tòi và khám phá. Khi đã bắt đầu bước chân vào ngành IT, anh đã khiến không ít người phải ngưỡng mộ và thán phục khi không chỉ tài giỏi mà còn chịu khó. Trong suốt sự nghiệp, Nhâm Hoàng Khang đã tạo ra được nhiều sản phẩm mới cho người dùng. Thành công lớn nhất có thể nhắc đến chính là việc đưa eSIM vào iPhone lock, công việc đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu. Những thành tích nổi bật nhất của Nhâm Hoàng Khang: tạo ra các phần mềm hỗ trợ trên các thiết bị iPhone, iPad, đưa eSIM vào iPhone lock. Thứ 8. Nhâm Hoàng Khang đã kết hôn chưa? Nhâm Hoàng Khang đã kết hôn và có một con trai. Thứ 9. Tại sao Nhâm Hoàng Khang nổi hồn trên mạng xã hội? Lý do 1. Nhâm Hoàng Khang trở thành trợ thủ đắc lực của CEO Nguyễn Phương Hằng. Mối quan hệ giữa Nhâm Hoàng Khang và CEO Nguyễn Phương Hằng bắt đầu từ việc bà Phương Hằng treo thưởng 1 tỷ đồng cho người nào có thể tìm ra được người đứng sau tài khoản vô thường, thường xuyên bình luận bôi nhọ, công kích bà. Và chỉ sau một vài ngày, Nhâm Hoàng Khang đã tìm ra được người đứng sau tài khoản Facebook đó và nhận được 1 tỷ đồng từ bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi nhận được 1 tỷ đồng, Nhâm Hoàng Khang cho biết anh đã chuyển lại 500 triệu cho bà Hằng để làm từ thiện. Chị Hằng chơi rất nét nha, 1 tỷ nhưng e lấy 1/2, còn 1/2 em gửi lại để chị làm từ thiện. Cảm ơn chị rất nhiều nha, Nhâm Hoàng Khang chia sẻ. Từ đó, Nhâm Hoàng Khang cũng tiết lộ cho bà Hằng các danh sách, người đứng sau Facebook ảo, chuyên bôi nhọ danh dự của bà trên mạng xã hội. Lý do 2. Anh là người đứng sau hỗ trợ bà Hằng trong loạt vụ việc tố Sao Việt, điển hình là vụ ngâm 14 tỷ từ thiện trong tài khoản của Hoài Linh, cùng ồn ào giữa Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường. Lý do 3. Nhâm Hoàng Khang liên quan đến vụ tố Hoài Linh ngăn chặn 14 tỷ tiền từ thiện. Vụ ồn ào danh hài Hoài Linh ngăn chặn 14 tỷ tiền từ thiện miền Trung do bà Phương Hằng tố trên livestream vào ngày 22 tháng 5 đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và nổi ra tranh cãi. Câu chuyện trở nên nóng hơn khi sáng ngày 25 tháng 5, đích thân Hoài Linh đã lên tiếng xác nhận rằng tin đồn này là chính xác. Dù trong livestream, bà Phương Hằng cho biết mình biết vụ việc tiền từ thiện này thông qua một giấc mơ, nhưng sau khi tìm hiểu, ai nấy đều cho rằng người đầu tiên khui vụ việc của Hoài Linh chính là cậu AT Nhâm Hoàng Khang. Lý do 4. Nhâm Hoàng Khang tìm ra người nhắn tin tống tiền diễn viên Đức Hải. Ngày 2 tháng 6, mạng xã hội dậy sóng trước vụ lùm xùm văng tục, chửi bậy từ tài khoản Facebook của hiệu phó trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, nghệ sĩ Đức Hải. Ban đầu, nam nghệ sĩ giải thích rằng tài khoản mình bị hack, tuy nhiên sau đó lại xác nhận rằng bài viết chửi bậy là do cậu con nuôi nghịch dại. Đồng thời anh khẳng định đã nhận được hàng loạt tin nhắn tống tiền từ một số đối tượng giỏi về AT. Ngày 8 tháng 6, Nhâm Hoàng Khang tiết lộ anh đã tìm ra người mạo danh anh để tung tin tống tiền diễn viên Đức Hải. Đáng chú ý, cậu AT còn khẳng định người thuê dịch vụ spam tin nhắn này có thể liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải, khi một trong các số điện thoại của người mua dịch vụ tin nhắn giả mạo anh lại trùng khớp với số điện thoại của Đức Hải. Lý do 5. Nhâm Hoàng Khang tố quá khứ của nữ ca sĩ Phi Nhung. Ngày 4 tháng 6, Nhâm Hoàng Khang tiết lộ người đứng sau tài khoản thường xuyên công kích CEO Phương Hằng chính là quản lý cũ của nữ ca sĩ Phi Nhung, tên là DMT. Đồng thời, anh cũng cho biết mình phát hiện được nhiều hành vi không đúng chuẩn mực của nữ ca sĩ này và quyết định sẽ bóc tất cả. Lý do 6. Nhâm Hoàng Khang kêu gọi cộng đồng mạng cứu Hồ Văn Cường khỏi Phi Nhung. Ngày 9 tháng 6, Nhâm Hoàng Khang đăng tải loạt tin nhắn gây sốc với tài khoản được cho là của Hồ Văn Cường, đồng thời khẩn thiết cầu cứu mong mọi người vạch trần ca sĩ Phi Nhung. Lý do 7. Nhâm Hoàng Khang tố nhóm từ thiện của Giang Kim Cúc.
thời gian gần đây, lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện của nhóm thiện nguyện Giang Kim Cúc đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đến ngày 12 tháng 9, Nhâm Hoàng Khang bất ngờ tiết lộ anh là người đầu tiên tố cáo về vấn đề làm từ thiện của nhóm Giang Kim Cúc. Vào ngày 23 tháng 8, cậu AT cho biết mình đã gửi cảnh báo đến cộng đồng trong khi chưa ai biết gì về sự thật những việc làm thiện nguyện của nhóm này. Sự việc này hiện vẫn đang xôn xao bàn tán và chưa được xác minh làm rõ từ người trong cuộc. Lý do 8, Nhâm Hoàng Khang quay xe, khẳng định sẽ công bố sao kê 280 tỷ đồng của Phương Hằng. Tối ngày 11 tháng 9, Nhâm Hoàng Khang đăng tải bài viết tuyên bố sẽ chứng minh quỹ từ thiện Hằng Hư có 280 tỷ đồng, đầy đủ sao kê từ A đến Z, tối đa trong 3 ngày. Mình sẽ chứng minh quỹ Hằng Hư 280 tỷ đồng, đầy đủ sao kê từ A đến Z, nếu tôi không làm được, tôi không phải họ Nhâm. Mark 3 ngày 12 đến 15, cậu AT viết. Ngay sau đó, tối 15 tháng 9 sau khi đăng tải sao kê, cộng đồng mạng mới ngỡ ngàng đó chỉ là một trò đùa. Và đúng sự thật thì lúc đăng tải sao kê, anh ấy có ghi rõ ràng là quỹ Hằng Hứu. Và tất cả mặt báo và dân mạng đã bị cuốn vào trò đùa ấy. Trên đây là tất cả sơ lược về Nhâm Hoàng Khang. Mọi thiếu sót các bạn có thể bình luận dưới video nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thêm thông báo hot mới nhé.